Những manh mối ít ỏi từ một vụ cướp. Nghi phạm 30 tuổi, đội mũ mềm bộ đội, xách chiếc ba lô con cóc, quần thụng, áo khoác màu bộ đội. Đặc biệt, gã có hàm răng màu xỉn. Một vụ trọng án đã được bóc gỡ, kẻ thủ ác phải cúi đầu trước pháp luật. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cuối năm, thời tiết se se lạnh. Mới hơn 18 giờ, hành khách đi lại ở bến xe Nam Định vẫn còn khá đông đúc. Gác chân lên chiếc cúp 80-70, anh Vượng ngồi đón khách ở khu vực trước cổng bến xe. Vốn là công nhân nhà máy dệt Nam Định, từ khi nhà máy lâm vào cảnh sa sút, vợ chồng anh phải nghỉ không lương. Có ít tiền gom góp từ lâu, anh mua chiếc xe máy, hành nghề chạy xe ôm, kiếm thêm tiền nuôi con. Chợt có hai thanh niên, trong đó có một người xách chiếc ba lô từ trong bến xe đi ra, tiến lại phía anh Vượng. Anh cho chúng tôi ra ngã ba đường, giải phóng. Anh Vượng mừng rơn, nổ máy. Chẳng mấy chốc, chiếc xe chở hai vị khách đã đến khu vực ngã ba, nơi giao nhau giữa đường giải phóng và quốc lộ 10. Khách xuống xe, song dáng vẻ khá tần ngần. Giờ này chẳng còn chiếc xe khách nào chạy về Gôi nữa. Hay anh cho chúng tôi đi tiếp về Gôi, trời tối mất rồi. Chần chừ giây lát, rồi anh Vượng cũng đồng ý. Chạy đến Gôi, anh Vượng dừng lại, hỏi tiền khách để quay xe trở về. Nhưng hai vị khách tiếp tục nài nỉ. Nhà chúng tôi chỉ còn cách đây vài cây số nữa thôi. Anh chở tiếp chúng tôi vào Yên Lương, chúng tôi trả thêm tiền. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, anh Vượng thấy đã 21 giờ. Đêm cuối năm, trời rất tối. Thoáng chút lo ngại, nhưng rồi anh Vượng gật đầu, chở tiếp họ đi. Từ Gôi đi vào, đường khá vắng, làng xóm dân cư thưa thớt. Đang đi trên đường, chợt một trong hai vị khách kêu lên. Thôi chết, rời mất dép rồi. Nghe tiếng kêu của khách, anh Vượng vội đạp phanh, người khách phía sau vùng nhảy xuống. Vốn là người có ý thức cảnh giác, anh Vượng kín đáo tắt chìa khóa điện, đồng thời dùng chân gạt luôn công tắc phụ do anh tự thiết kế dùng để chống cướp ở phía đuôi chân chống. Động tác ấy anh làm rất nhanh nên hai vị khách không hề hay biết. Đúng lúc ấy chiếc mũ bảo hiểm trên đầu anh Vượng bất ngờ bị giáng một đòn khá mạnh, cụp xuống. Bị tấn công bất ngờ, khi anh Vượng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một đòn khác giáng tiếp khiến anh choáng váng gục xuống. Thấy anh Vượng choáng ngất, hai tên cướp lục soát người anh, cướp đi chiếc ví bên trong có giấy tờ xe máy, thẻ thương binh, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận mất sức lao động cùng chiếc đồng hồ Seiko Quartz anh đang mang trên cổ tay. Một trong hai tên chụp chiếc mũ bảo hiểm của anh Vượng lên đầu, rồi bật khóa điện, đạp cần khởi động nhưng mãi xe vẫn không nổ. Hè nhau, hai tên đẩy xe ra để nổ máy nhưng cả hai vã hết mồ hôi vẫn không được. Đúng lúc ấy thì anh Vượng tỉnh lại. Rất nhanh, anh vùng chạy được về hướng có khu dân cư phía trước, hô hoáng cướp, cướp. Giữa đêm hôm khuya khoắt, bà con quanh khu vực nghe tiếng kêu cứu thất thanh, vội đổ xô chạy ra. Thấy thế hai tên cướp hoảng sợ vứt lại chiếc xe máy rồi vội tẩu thoát. Còn nạn nhân, ngay sau đó được bà con đưa đến bệnh viện Ý Yên cấp cứu. Nhận tin vụ cướp xe ôm không thành xảy ra ở khu vực Yên Lương, huyện Ý Yên, Nam Định, Thiếu tá Trần Xuân Du, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cùng các điều tra viên có mặt ngay tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ án chỉ cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Lương chừng 1 km. Đây là khu vực rất vắng, hai bên là ruộng lúa. Chiếc xe máy Honda 80-70 màu ốc bưu, biển kiểm soát 18-0273S1, còn nằm đổ ngang trên đường. Mở rộng hiện trường, các điều tra viên thu được chiếc mũ bảo hiểm của anh Vượng bị bọn cướp vứt cách đó khoảng 30m. Trên một bờ ruộng cách hiện trường khoảng 100m, các điều tra viên còn thu được một đôi côn gỗ. Tuy dính bùn đất, nhưng cả mũ bảo hiểm và côn gỗ đều có nhiều dấu vân tay chồng chéo lên nhau. Nạn nhân tuy bị thương nhưng rất may, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài nhiều vết thâm tím trên đầu, trên mặt, anh Vượng bị một vết rách ở đầu khá nghiêm trọng, phải khâu đến 6 mũi. Theo lời khai của anh Vượng, tên cướp thứ nhất, trên 30 tuổi, cao khoảng 1m62 đến 1m64, tóc cắt bình thường, mặt cân đối, da ngăm đen, ria mép tỉa cầu kỳ. Đặc biệt tên này có hàm răng màu xỉn tối, bẩn. Gã mặc chiếc áo rét màu bộ đội, quần màu tối,
xách một chiếc ba lô con cóc có buộc dây phía miệng. Khi đi, gã ngồi giữa và chính là kẻ đã lạnh lùng dùng côn đánh vào đầu anh Vượng. Còn tên cướp thứ hai, tầm dưới 30 tuổi, thấp hơn tên cướp thứ nhất, đầu đội mũ mềm, có lưỡi trai màu bộ đội, da mặt đen đúa, hai hố mắt thâm quầng như người mất ngủ. Gã này cũng để ria mép, mặc áo khoác màu sáng có đai phía sau, bên trong mặc áo sơ mi trắng. Trong khi giao dịch thuê xe, hướng dẫn đường đi, chỉ có tên cướp thứ hai lên tiếng, còn tên thứ nhất luôn im lặng. Cũng chính từ tên thứ hai này giả vờ kêu rơi dép để tên thứ nhất tấn công nạn nhân. Từ hiện trường và thông tin mà bị hại cung cấp, các điều tra viên nhận định đây là vụ cướp có sự chuẩn bị khá kỹ từ kịch bản đến hung khí gây án, với thủ đoạn giả làm khách thuê xe ôm rồi điều lái xe đến khu vực vắng vẻ, tấn công, cướp tài sản. Khả năng hai tên cướp là người địa phương nên mới thông thuộc địa bàn đến vậy. Từ nhận định ấy, Đại úy Nguyễn Công Gòn và Thiếu úy Ngô Minh Mai được chỉ huy phòng cảnh sát điều tra chỉ đạo phối hợp cùng công an huyện Ý Yên rà soát các đối tượng trên địa bàn Yên Lương và vùng lân cận. Một mũi trinh sát khác được tung đi thu thập nguồn tin quần chúng ở khu vực bến xe Nam Định. Tại đây, một vài nhân chứng cho biết tối mùng 7 tháng 1 năm 1997 đúng là có hai đối tượng với đặc điểm nhận dạng như nạn nhân tả lại tìm đến thuê xe anh Vượng. Giữa lúc công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương, thì bất ngờ vào ngày 9 tháng 1 năm 1997, tức chỉ 2 ngày sau khi vụ cướp trên xảy ra, nạn nhân nhận được bức điện lạ, đánh đi từ bưu cục Ý Yên với nội dung: vào nhận lại giấy tờ xe máy, người gửi bức điện này ghi tên là Vũ Đức Thịnh, địa chỉ ở thôn Đông Hưng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định. Các điều tra viên nhanh chóng xác minh, kết quả cho thấy đúng là ở Đông Hưng có anh Vũ Đức Thịnh. Người này làm nghề chạy xe ôm, hiền lành, chăm chỉ, chưa hề có tiền án tiền sự. Vấn đề đặt ra, người đàn ông ấy có liên quan gì đến bọn cướp và vì sao anh ta có giấy tờ của nạn nhân? Liệu có khả năng bọn chúng sử dụng giấy tờ để tống tiền? Một kế hoạch tiếp cận đối tượng này được phát thảo, trong đó Thiếu úy Ngô Minh Mai sẽ vào vai em trai Vượng. Theo hẹn, chiều hôm ấy anh Vượng cùng cậu em trai tìm ra một địa chỉ ở Đông Hưng. Phía đối tác hoàn toàn không biết trước đó khu vực này đã được các trinh sát hình sự bí mật phong tỏa. Tiếp anh Vượng và cậu em trai, anh Thịnh cẩn thận nhìn người, kiểm tra chứng minh nhân dân của anh Vượng rồi mới lên tiếng: số giấy tờ này tôi nhặt được ở ngoài đường, thấy mang tên anh nên tôi điện cho anh vào nhận. Tôi chỉ xin anh vài đồng bồi dưỡng. Sau khi trình bày, cũng là dân lái xe ôm mới bị ốm dậy, mong có sự thông cảm. Anh Vượng chỉ bồi dưỡng cho anh Thịnh một chút tiền, chỉ vài trăm ngàn gọi là cảm ơn. Tuy nhiên, ngày hôm sau, anh Thịnh được triệu tập lên công an huyện Ý Yên mà không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi nhìn thấy cậu em trai của người mất giấy tờ trong sắc phục cảnh sát, anh ta mới hiểu ra mọi chuyện. Biết không thể che giấu được sự thật, anh Thịnh cho biết khoảng 8 giờ sáng mùng 8 tháng 1 năm 1997, như mọi ngày, anh điều khiển xe máy ra khu vực Cát Đằng trên địa bàn huyện đón khách và được một thanh niên khoảng 30 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo rét màu bộ đội, quần thụng, mũ mềm màu bộ đội, tay xách chiếc ba lô con cóc đã bạc màu. Đặc biệt, anh ta có hàm răng màu xỉn, khá xấu, đến thuê trở về Yên Tiến. Chạy về đến đoạn phải, qua đường tàu, xuống đi bộ giác xe. Bất ngờ, người thanh niên rút từ trong người ra một chiếc ví da giả đưa cho anh Thịnh. Trong chiếc ví này có một số giấy tờ quan trọng như thẻ thương binh, giấy phép lái xe. Tôi không có tiền, nay cho anh chiếc ví, anh điện cho người có tên trong địa chỉ này, họ sẽ tìm đến anh chuộc lại giấy tờ. Thế nào anh cũng vớ bẩm đấy. Sau đó, anh Thịnh chở người khách ấy đến chợ đồi, rồi gã đi đâu không biết. Không dấu vết ở hiện trường, nhận dạng của nghi phạm không rõ ràng. Vậy lực lượng chức năng đã làm gì để lần theo các dấu vết nghi phạm và liệu kẻ xấu có được đưa ra trước pháp luật hay không? Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!